chào các bạn. Mình mới mua được cái chiếc chân máy này cho một cái anh bạn để anh cầm đi du lịch, thì sẵn tiện mình mượn trên tay với các bạn chia sẻ cùng các bạn. Thì đây là cái chiếc chân máy nhỏ gọn, với cái chiều dài nó khoảng cỡ 30cm mà thôi, và nó được làm bằng carbon nên nó tổng cái trọng lượng nó khoảng cỡ 1 kg. Cái điểm đặc biệt của chiếc chân máy này mình cùng chia sẻ với các bạn là như cái mục đích mà anh bạn của mình mua, thì ảnh cần một cái chân máy nhỏ càng tốt và càng nhẹ càng tốt để có thể đi du lịch dài ngày. Đầu tiên là cái mình thích nhất trên cái chiếc chân này là nó có khả năng gỡ một cái chân nhỏ ra làm cái monobot. Như ở đây bạn thấy, khi mình mở một cái chân nhỏ ra và sau đó mình gỡ cái đầu bi của nó, mình gắn đầu bi lên cái một cái chân còn lại thì nó sẽ thành một cái monobot nhỏ gọn đó. Đây. Rất là tiện dụng khi mà các bạn đi du lịch mà các bạn cần không cần cầm cái chân lớn quá đó. Thì với cái kích thước này thì nó không được cao lắm nhưng mà rất là tiện hơn cho bạn, ví dụ như khi bạn muốn đưa máy lên cao hay là những cái góc thấp cầm cho đỡ mỏi tay. Cái điều mà giúp chiếc chân này nó có kích thước nhỏ gọn như vậy thì do đầu tiên là nó có 5 cái khớp chân thay vì 4 khớp hoặc 3 khớp chân giống như những cái chiếc chân đang có trên thị trường đó. Thì với cái cơ chế vặn của nó là vặn nửa vòng để mà khóa hoặc là mở chân. Đây, bạn có thể dễ dàng khóa chân và mở chân rất là nhanh đó. Tiếp theo là cái cơ chế khóa chân. Ở đây chiếc chân này nó có 2 cái độ mở chân khác nhau đó, để giúp các bạn có thể mà đẩy cái chân nó xuống cái góc thấp. Còn nếu mà trường hợp các bạn muốn cái góc thấp hơn nữa thì các bạn có thể xoay ngược cái chân lại, gắn cái đầu bi nó nằm xuống phía dưới. Đây, ở cái đầu bi này khi các bạn gắn xuống phía dưới này thì các bạn có thể bỏ những cái góc máy thấp sát xuống dưới mặt đất luôn, để chụp ví dụ như chụp macro hay những cái vật gì nằm ở dưới mặt đất. Còn ngoài ra cái kích thước của cái chiếc chân này khi các bạn bung ra hết cỡ và kể cả cái đầu này đưa lên trên thì nó có kích thước nó khoảng cỡ 1m3, thì nó không quá cao nhưng mà cũng đỡ cho các bạn trong rất là nhiều cái trường hợp đó. Rồi, cái khối lượng toàn bộ cái chân này nó khoảng 1 kg. Thì có nhiều bạn thắc mắc là sợ nó quá nhẹ, nó không có đủ vững, thì ở phía dưới của chiếc chân này, ngay cái ống trục giữa thì chúng ta có thêm một cái móc để giúp các bạn treo những cái ba lô hay là những cái túi cát nặng, giúp cái chân máy nó vững hơn khi mà để những cái điều kiện, những cái mặt bằng nó không có được chắc hoặc là gió thổi này nọ. Đó. Tiếp theo là mình nói tới cái đầu bi của cái chiếc chân Benro này. Thì cái chiếc đầu bi này nó đầu tiên là nó có khả năng xoay được 360 độ, giúp các bạn có thể chụp panorama bằng cái chiếc đầu bi này cũng được. Và thứ hai là nó sử dụng cái đầu bi theo dạng cái chuẩn của ArcaScript. Thì các bạn có thể sử dụng cái LED này hoặc là các bạn sử dụng các strip của các máy ảnh mà nó xài chuẩn ArcaScript, các bạn có thể gắn vô và gắn bình thường được, không cần phải sợ là sử dụng cái miếng LED này. Rồi, có một điều mình chia sẻ thêm về cái chiếc chân này là xưa giờ mình đi rất là nhiều hãng máy bay và đa số các hãng đều bắt mình phải gửi cái chân máy theo cái đường hành lý chứ không cho mình cầm lên máy bay. Thì với một số lần mình đã qua được cái mình có thể cầm được cái chân lên trên máy bay luôn và không phải ký gửi hành lý, thì những cái trường hợp đó là những cái chân của mình nó gọn nhỏ và có thể bỏ vừa trong cái ba lô để xách tay lên đó. Thì với cái chiếc chân này nó khoảng 30cm thì bạn dư sức bỏ vừa bất kỳ cái ba lô hoặc cái túi xách đựng máy ảnh nào. Rồi, với cái chiếc chân carbon nhỏ gọn nãy giờ mình giới thiệu với các bạn, cái chiếc chân này nó có mã là 09C thuộc dòng Slim của Benro. Thì cái chiếc chân này đang bán trên thị trường với cái giá khoảng cỡ 2.680.000, thì một cái giá rất là rẻ so với một cái chân carbon như các bạn thường thấy trên thị trường. Thì chiếc chân này nó dòm nhỏ như vậy nhưng nó có thể tải được tới 4 kg, thì giúp các bạn có thể vô tư sử dụng những cái máy như Compact hoặc là Microlet hoặc thậm chí những cái máy đĩa EWA dòng mid-size vô tư luôn. Ok, xin cảm ơn các bạn.